launched a war against Ukraine on February 24th. President Zelensky... Tiếp theo, tôi thực ra thì tôi rất là xin mời chị Natalia Zhinkina, đại biện của Ukraine tại Việt Nam, đề nghị ban tổ chức nhờ bạn kỹ thuật bật mic cho chị Natalia. xin mời chị. Tôi được biết là chị có thể nói tiếng Việt chung với cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Tiếng Việt của tôi cũng chưa thạo lắm mà tôi nghe được rõ, nhưng mà nói thì có lẽ nói cái gì mà sai trên tiếng Việt tí. Tôi cũng nghe các bạn phát biểu thì cũng không có nhiều để tôi có thể nói thêm được. Anh Thành nói rất là rõ, hiểu rất là sâu về cái gì, về cái những nguyên nhân của cuộc chiến này. Còn bạn Tuấn tại Đại học Hà Nội cũng đã đặt ra những câu hỏi rất là thông minh. Nếu trả lời được những câu hỏi này thì sẽ hiểu tình hình rõ hơn. Có thêm một cái mà tôi cũng đồng ý được với anh Thành vừa nói là chính là cái vấn đề của khu vực thôi, không phải là vấn đề của thế giới, tôi không đồng ý được. Tôi nghĩ là việc Nga vi phạm pháp luật quốc tế thì nó có ảnh hưởng lớn, có rất là nhiều kết quả xấu cho trật tự thế giới. Nếu mà cộng đồng thế giới không dừng được chiến tranh này, không dừng được Nga, thì trật tự thế giới nó sụp đổ. Đấy là quan điểm của tôi. Tôi nghĩ là như các anh cũng đã nói là Việt Nam cũng phải có quan điểm rất là rõ ràng, phải nói kẻ xâm, phải gọi kẻ xâm lược bản thân. Vì bây giờ chỉ kêu gọi các bên đàm phán thỏa thuận nó không có lỗi gì, chỉ có lỗi cho Nga. Vì đàm phán, bây giờ ai phải đàm phán, những người đồng nghiệp của tôi chẳng hạn bây giờ đang xuống hàm trú ẩn bởi vì có các tên lửa bây giờ đánh vào thành phố Kiev, thì họ đàm phán với Nga, với Putin hay là như thế nào? Đây là quan điểm của tôi, và tôi rất là cảm ơn các bạn đang quan tâm đến tình hình. Tôi cũng biết là Ukraine đang đứng có thể bảo vệ được mình với sự ủng hộ của thế giới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Natalia. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với những cuộc chiến tranh, những mất mát đang diễn ra ở đất nước Ukraine, và chúng tôi cũng chỉ mong là làm thế nào mà chúng ta ở đây thì người Việt Nam thì thực sự là có một cái tình cảm với cả người Nga, với Ukraine, những cái quá khứ, những cái câu chuyện, và vì rất là nhiều người đã từng sống và làm việc ở đó. Không chỉ như vậy mà chúng tôi cũng quan tâm đến tình hình đất người dân của Ukraine như một người ở trên trái đất này, như quan tâm đến hòa bình của thế giới, và cũng mang lại những bài học cho Việt Nam. Tiếp theo thì tôi xin mời anh Toàn với cả anh Toàn nhỉ? Nếu anh Toàn, anh có thể chia sẻ góc nhìn của anh với những câu hỏi của các bạn vừa đặt ra được không anh Toàn? Tôi thì mong muốn là Ukraine và nước Nga sẽ trở lại quan hệ bình thường. Chỉ có thể quan hệ bình thường thì cả hai quốc gia mới phát triển tốt được. Còn quan hệ bình thường nào và các bạn đàm phán ra sao ấy, thì đấy là công việc nội bộ của các bạn. Chúng tôi chỉ có một cái nguyện vọng mong muốn vậy: chấm dứt chiến tranh, ổn định tình hình của mỗi nước, để mỗi nước phát triển đi lên theo con đường của mình. Nhưng ổn định thì có nghĩa là gì? Là phải đoàn kết. Mà đoàn kết thì nó phải có nguyên tắc. Đó là không sử dụng, không liên minh một nước này để chống nước kia. Đoàn kết hợp tác với nhau về kinh tế, về xã hội, bởi vì các bạn Nga và Ukraine cùng chung một dân tộc. Chúng tôi rất mong muốn các bạn là bắt tay hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Còn cái việc đàm phán ký kết như nào, lúc này là thuận lợi cho Nga hay là khó khăn cho Ukraine hay ngược lại, thì tùy thuộc vào công việc nội bộ của các bạn. Chúng tôi chỉ có một cái mong muốn như vậy. Và tôi hy vọng rằng là sớm muộn trước sau
Nga và Ukraine sẽ trở lại cái quan hệ anh em trong cái không gian hậu Xô Viết, và các bạn sẽ có quyền phát triển đi theo con đường của mình, bởi vì mọi sự phát triển của bất cứ một quốc gia, một dân tộc nào thì phải do chính dân tộc đấy, nhân dân nước đó quyết định, chứ chúng tôi là những người ở ngoài. Mỹ cũng không làm được điều đó, châu Âu cũng không làm được điều đó, Nga hay Trung Quốc cũng không làm được điều đó, và chính bản thân nhân dân Ukraine, dân tộc Ukraine tự quyết định lấy vận mình, vận mệnh phát triển con đường lên của mình. Và về phía Việt Nam, chúng tôi luôn luôn yêu mến, bản thân tôi yêu nước Ukraine, yêu nước Nga như chính tôi yêu Việt Nam vậy. Và tôi đau lòng chứ, nếu xảy ra như vậy bản thân tôi cũng đau lòng. Cho nên là tôi mong muốn là gì, là mà tôi tin chắc rằng tất cả những người Việt Nam đều mong muốn như vậy. Và tôi chỉ xin chúc là cuộc chiến sớm kết thúc, hòa bình lập lại ở Ukraine, ở vùng Donbass và tất cả mọi nơi trên thế giới không có chiến tranh. Và tôi cũng mong muốn là không có một cái bàn tay nào can thiệp vào đất nước Ukraine cả. Bàn tay đó là bàn tay của Nga hay là NATO hay của Mỹ. Bởi vì các bạn là một quốc gia độc lập, các bạn có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình theo công ước của Liên Hợp Quốc. Vì vậy là tôi chỉ mong muốn, một, Nga, Ukraine sớm kết thúc cái cuộc chiến và lập lại hòa bình trên toàn bộ của Ukraine cũng như là biên giới Nga, và các cái thực thể của Ukraine nó trở lại theo cái mà toàn vẹn lãnh thổ, thì tôi ủng hộ cái đó. Cảm ơn anh Toàn. Xin mời anh Thắng nha. Chúng tôi cũng muốn nay anh Thắng cũng có muốn một vài bài phát biểu cuối cái sự kiện này. Xin mời anh Thắng luôn kết nối với anh Thắng. Vâng ạ, xin mời anh Thắng ạ. Xin mời anh. Tôi thấy các bạn nên thúc đẩy mở rộng cái Midnight Talk này. Midnight Talk này, nhưng thực ra các bạn đang hướng đến bình minh của thế hệ trẻ, bình minh của những trí thức sẽ biết tận dụng những cái khả năng thông tin vô hạn của thế giới ngày nay cung cấp, để chúng ta không chìm trong những cái thông tin cũ kỹ lạc hậu từ sau hỏa, mà chúng ta phải tiến đến những cái thông tin 4.0, những cái thông tin của nhân loại, những cái thông tin dựa trên những cái giá trị phổ quát của con người, để chúng ta tìm hiểu sự vật nó quá nhiều mặt, chứ nó không chỉ có hai mặt trắng đen. Một lần nữa tôi thấy rất xúc động, bởi vì cách đây 30 năm mà chúng khi mà Liên Xô sụp đổ, đi qua đại sứ quán Liên Xô, chúng ta thấy trước một cái lá cờ Xô Viết, sau đó đổi lại một cái lá cờ Nga, thì tôi không nghĩ lịch sử đã sang trang một cách nhẹ nhàng, sang trang một cách như thế, để mà chúng ta cảm ơn ông Gorbachev, một người mà bây giờ vẫn bị gọi là phản bội. Và chúng ta nhớ trong cái lịch sử lãnh đạo Liên Xô thì cứ lãnh đạo sau thì nói lãnh đạo trước phản bội. Và trong cái bài gần đây nhất của ông Putin thì ông phê phán cả Lenin lẫn Stalin như là những cái kẻ mà đã sai lầm. Thế thì các bạn thấy thông tin ngày nay là như thế, các bạn hãy mở lòng để đón những cái dòng thông tin mới đó. Và tôi nghĩ rằng Midnight nên đến với thế hệ trẻ, nên đến với trí thức, nên đến với những cái lớp người mà sẽ đại diện cho tương lai. Tôi nghĩ thế. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Thắng.